Chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại đang sửa một cái đầu kỹ thuật số DVB-T2 với cái mã là VTZ-T201. Và bạn rất là hay gặp luôn, đó là chỉ có cái đèn đỏ ấy thôi. Như vậy là có cái đèn đỏ này chúng ta sẽ xác định là khối nguồn đã có nguồn nhé, nhưng mà nó không chạy nhé. Các bạn thấy không, mình vừa rút điện ra cắm lại nó chỉ có đèn đỏ thôi. Đáng nhẽ nó phải có hiển thị các thông số, các số kênh ở đây cơ, nhưng mà nó sẽ không lên như này, nó sẽ không lên gì nhé. Và cái đầu này là chưa có thợ sửa. Đầu rất mới, đầu không phải là mới mà là chưa từng bị bóc tem, chưa sửa nhé. Bây giờ mình sẽ tháo ra xem nó hỏng gì để mình khắc phục nó nhé. Đây là cái đầu VTC của Trung Quốc, quê của mình dùng rất nhiều luôn bởi vì nó rẻ. Quê mình những cái đầu DVT2 dùng rất nhiều bởi vì những cái tivi mà nó không có tích hợp truyền hình kỹ thuật số mặt đất ấy. Kể cả những có những nhà mua tivi có tích hợp truyền hình kỹ thuật số mặt đất họ vẫn dùng cái đầu này. Bởi vì này, TV nó bắt sóng lại yếu hơn những cái đầu chuyên dụng này mọi người ạ. Mình lại thấy thế, nhiều người ấy quá là bẩn. Bây giờ mình sẽ đi vệ sinh sạch đã, sau đó mình sẽ thử tìm hiểu xem nó bị lỗi gì nhá. Mình đang nghi là đang chạm một cái nguồn nào đó, mất một cái mức nguồn nào đấy nên nó sẽ bị lỗi như thế này, quá bẩn luôn. Mình vừa đi vệ sinh qua nó về nhá, thì với cái lỗi mà nó có đèn đỏ này, nhưng đèn đỏ sáng rất là nhiều như này ấy, thì mình nghĩ là cái nguồn 5V là ok đấy các bạn ạ. Thì mình có thể nói qua cho mọi người về cái nguồn của nó, sau đó mình sẽ đo đạc xem phần nguồn nó ok không nhá. Thì mạch nguồn này sẽ tạo ra cái nguồn 5V được chỉnh như con diode này này. Thì từ cái là nguồn 5V đấy nhá, nó sẽ được hạ ra một số các mức nguồn nữa để cho mạch nó chạy ấy. Thì bao gồm nó có một cái ngạch mạch bao gồm con IC5 chân này và cái con cảm này ấy, nó sẽ hạ từ 5V ra 3,3V nhá. Thì cái nguồn 3,3V đấy nó cung cấp cho IGV xử lý này. Và từ cái nguồn 3,3V và cho cái mạch này nó tạo ra ấy, nó cũng đi qua con ổn áp tuyến tính này để hạ ra 1,8V nữa. Thì 1,8V đấy nó cung cấp cho IC vi xử lý này. Và tiếp tục ấy, nó có một cái mạch hạ áp nữa, dạng bục DC nữa. Nó là sử dụng con IC này và con IC này chúng ta thay tương đương thay cho nhau UTG nhá. Nó khác nhau về điện áp ra, chẳng qua nó liên quan đến chỉ số linh kiện của đường FB thôi. Thì cái mạch này nó cũng hạ từ 5V nó ra một cái nguồn rơi vào khoảng 1,1V hoặc 1,2V gì đấy, nó cũng cấp cho vi xử lý nhá. Như vậy là con vi xử lý này nó có rất nhiều mức nguồn hoạt động. Và cái lỗi như này có thể là một mức nguồn nó mất hoặc là phần mềm nó lỗi. Mọi người ạ, nó cũng bị như này. Bây giờ mình sẽ đo đạc qua, kiểm tra qua xem là lỗi vùng nào để mình xử lý nhá. Bây giờ mình sẽ đo nguồn thử trước đã. Mình hay gặp nó lỗi cái mạch hạ áp dạng bục DC kìa. Mình hay gặp nó bị chết như vậy. Mình sẽ đo cho mọi người tham khảo này. Đây là nguồn 5V của nó này. Ok này, 4,9 này. Và cái mạch này nó sẽ hạ ra 3,3V này với 5V vào đây nhá mọi người nhá, chân in này. Và chân ra nó chúng ta sẽ đo ở trên một con tụ mà lọc mà một chân của nó nối với cái quần lời này. Thì đây con tụ này nhá. Đấy, nó ra được 3,3V này các bạn này. Hơi thấp một chút. Tí nữa mình thử thay tụ xem thế nào. Nó phải 3,3V này, nó ra 3,1 này, nó yếu quá. Hơi bị yếu một chút. Và cái nguồn 3,3V nó tới chân in của con hạ áp ra 1,8V này nhá. Nó sẽ giả ra được 1,8V này. Tiếp theo cái mạch này hay hỏng hơn này. Cái mạch này nó nguồn vào của nó ấy, là 5V này. Nguồn ra của nó dư là 1,1 đấy. Ồ, vẫn có điện áp. Như vậy là con này cũng không lỗi mạch này. Mình chỉ thấy cái nguồn 3,3V này ra hơi yếu này. Bây giờ mình sẽ thử thay tụ lọc. Tụ lọc trên cái đường 3,3V nhưng mình nghĩ là tụ lọc nó sẽ phải là 3,3V cơ chứ không phải là 3,1V như này, hơi yếu, có thể yếu này nguồn nó không chạy nhá. Mình sẽ thay thử tụ lọc và không được mình sẽ thay thử con IC và cũng không được nữa ấy. Thì cái củ chuối nhất là lỗi phần mềm, mình sẽ lạp lại cái phần mềm của con ROM này, mình có khả năng lạp được phần mềm của nó mà. Bây giờ mình sẽ test thử nhá, xem nó lỗi vùng nào nhá. Tụ lọc nhất rất đẹp nên mình nghĩ không phải tụ lỗi, vì mình hay gặp những con tụ nó lỗi là nó sẽ lổ cơ, nó phồng đít cơ. Nên mình sẽ thay thử con IC hạ áp này trước. Con IC này mình đang sử dụng thay con AS15D nhá. Trên thị trường bán rất nhiều luôn mọi người nhá. Mình ngày xưa mình có order từ bên Trung Quốc về 100 con nên mình vẫn còn nhiều. Mình sẽ lấy một con ra để mình thay thử cho nó nhá. Mã trên main của nó, trên đầu này nó là tên khác đấy. Và chúng ta tra mua theo mã trên tên đấy là với cái mã trên thân con IC này thì chúng ta mua không mua đâu. Chúng ta mua chỉ mua được con với cái tên mình đã vừa đọc ấy, là AS15D là sẽ mua được nhá. Bây giờ mình sẽ dùng khò, mình khò nó ra đi, không dùng mỏ hàn nữa, dùng hàn khò đi.
cho nó nguội một chút các bạn ạ. À, mình sẽ ta vừa thay con IC HAP từ 5V ra 3,3V đây mọi người ạ. À, mình sẽ ghim điện nhé, và mình đo thử xem mức nguồn nó ra ok chưa, bởi vì nó là ra có 3,1V nên là hơi yếu, mà yếu đấy là khả năng vi xử lý nó không chạy. À, mình sẽ đo 5V vào vẫn ok này đấy, là và 3,3V ra, vừa nãy đo được 3,1 đấy, đấy nó phải được 3,3V này mọi người nhá, vừa nãy nó hơi yếu mà và chạy luôn, quá ngon các bạn này. Mình rút ra mình cắm lại nhá. Như vậy là van này là van nguồn 3,3V ra thiếu, chỉ còn 3,1V thôi, dẫn tới là mạch không khởi động được mọi người ạ. Đấy, chờ một tí nó sẽ khởi động được này. À, và có cái đặc biệt là nó chết theo kiểu là vẫn có nguồn ra, nhưng mà nguồn ra yếu mọi người nhá. Con AS15D này mình sửa thay nhiều lắm. Trên cái đầu kỹ thuật số là một này, rồi đầu Android TV Book nó cũng sử dụng con này nhiều mọi người nhá. Cái mạch HAP dạng book DC-DC này, và mình đã có video mình phân tích rồi đấy. Như vậy là cái nguồn 3,3V ra đã chuẩn nên mạch nó đã chạy mọi người nhá. Ok này. Còn cái video của mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Chào các bạn.